Co chân lên, co cái chân lên, co hai cái chân lên, ngồi im co hai cái chân lên, co hai cái chân lên, có gì đâu mà. Lên lấy cái áo khoác màu vàng cho ba. Dạ. Cái áo khoác màu vàng. Anh gì? Thì lấy cho ba. Để xuống cho ba. Đang coi nãy nó viết rồi, cho nó coi thôi, nó viết xong bài tập tiếng Việt rồi. Thì cô giao cho nó đi. Chéo ngoài đó, họ không thấy thì thôi, họ không thấy thì thôi, rồi rồi thấy thì thôi. Cái ghế đỏ đâu, cái ghế là chỗ gì tính đâu, ghế xanh đâu. Đứng đứng lên ghế xanh là tới. Trời ơi. Bài gì nữa cô mới giao đó. Con dở hai cái chân lên, dở hai cái chân lên, co hai chân lên. Bình thường nó có làm đi, co hai chân lên là bình thường có làm gì chứ.